Hôm nay những Đức đang hướng dẫn phái đoàn ở Hà Nội 15 người, các sư cô trưởng đoàn với những vị Phật tử của Hà Nội vô đây, vô chùa Hộ Pháp chúng ta tu. Có những người cũng ở đây thường trụ luôn. Thì bữa nay giờ này những Đức đang đưa những vị qua bên Đại Tùng Lâm, bên đạo tràng chúng ta niệm Phật bên đây, để được đi tham quan vòng và những ngôi chùa mới. Quay đoạn này để kết duyên cho quý Phật tử khắp nơi đủ duyên về đây chúng ta tu hành. Nhưng cái việc những Đức dẫn đi gì thì tùy duyên nha, chứ không phải đoàn nào những Đức cũng dẫn đi. Có khi mình dẫn đi mai mốt vào đây có những đoàn nói sao vô thầy kêu dẫn đi nè. Những Đức có khi cũng đủ duyên rồi, có những lúc những Đức bận nhiều việc lắm. Nhưng bữa nay sẵn chuyến đường những Đức đi qua đây đưa đi luôn. Cái nào nói rõ ràng ha. Nên kết cái duyên này những Đức thấy rất là đặc biệt, là nãy khi lên trên xe chúng ta cũng dự thời khóa tu. Nên những Đức mong là những vị mà đi viếng chùa hay là đi đến đạo tràng tu rồi trên đoạn đường đi xe đó, chúng ta dùng cái điệu niệm Phật địa chung. Chúng ta sẽ tu ở trên xe, thì đặc biệt là đi đến đâu chúng sanh cũng được nhờ, từ hữu hình cho đến vô hình. Quý vị cố gắng niệm Phật, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đi vô trong cái đạo tràng mới xây trong vòng mấy tháng nay, cũng nuôi cũng khoảng gần 100 cụ già. Sẵn quý vị sẽ được lên trên bảo tháp Thiên Phật nha, tuốt trên cao đó. Thì đi vô đây thì chúng ta lên đó giống như đi lên một ngọn núi đi. Lên bảo tháp Thiên Phật quý vị sẽ nhìn thấy toàn cảnh Đại Tùng Lâm, khoảng 50-60 mẫu đất ở đây, một ngôi chùa rất là lớn. Sẵn dịp từ ngoài Bắc vô đây, sẵn mình quay công đoạn này cho những vị khắp nơi nơi dù chưa đi đến đây được, thì những cái chương trình đi này quý vị cũng sẽ biết được từ Hộ Pháp cho tới Đại Tùng Lâm nha. A Di Đà Phật. Bắt đầu chúng ta đi vô trong đạo tràng nuôi cụ nghe. A Di Đà Phật. 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 Ở đây là cái nhà tôn mà chúng ta lại Quan Âm Bồ Tát quý vị, chứa khoảng 10.000 người. Đây nè, đây. Còn ở đây thì mấy pho tượng của cụ phẩm Cực Lạc mà hòa thượng làm cũng chưa xong. Đây pho tượng cao nhất đứng bên đó ha. Đó. Thằng chút mà chúng ta lên bảo tháp bên đó đó, bên đó bảo tháp cao lắm. Đó là một cái đạo tràng niệm Phật ở trong đó. Mỗi ngày có cụ niệm Phật 4 thờ Hậu Tháp Thiên Phật. Sư cô đến đây mình tu, dẫn đạo tràng đến đây tu. Sư cô thấy vô chùa Hộ Pháp tu thấy an lạc không cô? Con bạch thầy, phải nói rằng là đây là cái điều chúng con mong ước. Con bạch với thầy là đúng 1 tháng 16 ngày chúng con được bước chân vào đây. Thật sự là an lạc ạ. Sư cô như là chuyến này sư cô vô đây cũng định ở đây để mình tu, để cuối cuộc đời giảng sanh luôn hay sao ha? Con bạch thầy là ước nguyện của con là như thế. Con muốn là buông bỏ vạn duyên, nương vào Tam Bảo, nương vào quý thầy và nương vào chúng, để chúng con nguyện cuối cùng để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Cái tâm nguyện mà tu hành thì quyết định là do mình. Cái đặc biệt nhất là đã nói quyết định ở là ở được. Tại vì cái tu hành là quyết định là mình. Quý vị nhớ là tất cả cái việc ở trong cuộc đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Chúng ta mà bền lòng bền chí thì không có việc gì mà không làm được chứ. Thí dụ như bây giờ từ phàm phu mà muốn làm Phật thì chúng ta phải trải qua thời gian cũng gặp sự khó khăn chứ.
Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến thế gian, ngày làm Phật mà ngài còn gặp những sự cố trở ngại đủ thứ loại ma đến khảo đảo, đúng không? Không chỉ là phàm phu mình thì cũng phải gặp ma nạn chứ, hoặc là nghịch duyên, nhưng mà trong cái đó mà mình quyết tâm mình tu thì mình mới thành tựu được ha. Nên những đức cũng thường nói rằng là quý vị coi qua những công đoạn này, dù là thấy nó có đặc biệt cỡ nào đi chăng, nhưng mà quý vị nhớ là ở cái cõi ta bà này thì có đặc biệt cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có cái khuyết, không có bao giờ mà tròn vẹn hết chứ. Nên những đức nói là đừng bao giờ ở cõi ta bà này cho nó là tròn vẹn. Khi cho nó là tròn vẹn thì có khi chúng ta bị thất vọng. Nên được khoảng 70% là chúng ta thấy đặc biệt rồi. Nên mong quý vị khắp nơi nơi có thể nhận thức như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ bị thất vọng nha. A Di Đà Phật. Dạ. Đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Quay những công đoạn này xong rồi là mai mốt quý vị về nhà là coi lại được đó nghe. Coi công đoạn này được nha, đứa có làm động phim á. Đây rộng quá sư con. Dạ, rộng, rộng. Tràn lan đại hải rồi nó hết vô khu vực đó. Đây rồi. Đây. À, 14 tuổi 85 kg. Quý vị nghĩ ăn chay mà thiếu chất dinh dưỡng này chắc không có rồi, đúng không? Đây. Nên là theo mẹ vào chùa Phật Quang, chùa con này. Đúng rồi. Mà vô đây thì chắc mập hơn cấp dưới ngoài đó, đúng không? Mập thêm nữa. Lớn thêm nữa. Ở đây là con mấy tuổi? Đây 12 tuổi nha. Bây giờ vô đây là giống như cùng với những đức nuôi cái cụ già đó. Ở đây là cái nội bộ để tiến lên nuôi cái cụ già đây. Ha. Những đức có thường khuyên là cứ thương cái cụ đi là có phước à. Các cụ trời mưa đồ đi qua tu đồ che dù cho các cụ đi. Rồi mỗi ngày bưng cơm rồi cho các cụ ăn. Cụ nào yếu đi không nổi thì ẩm các cụ lên cái điện tu. Thấy không? Rồi, vậy đó, A Di Đà Phật. Còn bữa nay có một bạn mới nữa nè, đâu rồi? Bạn mới đây con. Đây. À. Đúng rồi. Đây nè con. Đây nè. Ở đây cũng có một bạn mới rồi, bữa nay cũng vô ở chung các con nghe không? Rồi anh em thương nhau đó. Đây là bạn này cũng ở ngoài Hà Nội mới vô đây, hình như hai cha con hả ta? Hai cha con sẽ vô đây, hai cha con sẽ vô đây ở luôn trong đây để tu. Và còn sư cô với mấy cô thì nữa cũng sẽ ở trong đây ha. Thì coi như đức sắp xếp đâu cho hợp lý nhất. Quý vị ở đây vị tu, A Di Đà Phật. Qua đây nè quý vị. Ở đây thì phía trước là cụ ở, phía sau là các cụ vệ sinh đồ tắm giặt đồ á. Cụ của các cụ. Đây cũng khoảng 100 người sư cô. Giống như một đạo tràng á. Đây gọi là đạo tràng Thiên Phật, là ngay trái bảo tháp Thiên Phật á. Niệm của thầy 24 tiếng, còn ước ao lắm. Ở ngoài kia đạo tràng chúng con cũng chuyên tu niệm Phật, cũng đi hộ niệm cho các ca, nhưng con bạch thầy có ca thì được 10 tiếng, có ca 3 tiếng thì mọi người đã bắt phải nhập quan rồi. Con phải bó tay thôi ạ. Nên khi xem clip của thầy hộ niệm cho các cụ niệm 24 tiếng, trời ơi con ước ao nó chảy nước mắt ra. A Di Đà Phật. Nên căn tính mình bây giờ là hộ niệm thì được duyên là nên niệm 24 tiếng. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không thì cũng nói. Tại vì mình tình chấp nặng quá nên phải hộ niệm 24 tiếng, đó là hết lòng hỗ trợ giúp đỡ nha. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chào các cụ ạ. Mấy cụ đó. A Di Đà Phật. Cũng ở gọn ghẽ lắm. Phòng ốc rộng rãi. Rộng rãi mát mẻ. Phòng mấy chục cụ ở. A Di Đà Phật. Cụ nào cũng sáng sủa chứ. Chàng con cứ đến tu xong là các bạn, con đến chùa con ăn cơm con thấy mà về nhà con cũng nấu như thế, không phải là đây là đến chùa đứng ở đây này quay xuống nó nhìn được đường sao chứ, đến chùa là ăn cơm của Phật mà thì nó phải ngon chứ. Nơi nào mình ở là tự nhiên là nơi đó đều niệm Phật suốt vậy đó. Quay phim luôn. Đừng nữa cô coi á. Bấm vô cái trang chùa mình là thấy cái buổi này.
2 3 ngày sao có. Tắm ngày luôn hả thầy, nó có cái buổi này hả thầy? Chừng 2 3 ngày nó mới có. 2 3 ngày. À, chào quý con. Trong chùa không ai cũng là người làm việc được. Đây là ví dụ như là mấy cụ yếu đồ á. Mấy cụ yếu đồ đây thì cứ đưa qua đây tu. Cụ nào yếu thì qua đây tu ngồi ghế. Niệm điệu hộ niệm vậy đó. À, giống như bên kia vậy đó, như khu nào mà yếu quá thì vô đây niệm Phật, tại vì người nhiều người yếu, mình cho người ta điệu hộ niệm niệm trước đi, để mai mốt gần ra đi cái mình hộ niệm luôn tiện, còn ai khỏe đi nữa mình qua bảo tháp mình tu. Chào cụ, cụ đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con thưa chú là hôm nay đoàn Hà Nội chúng con gồm có 15 Phật tử từ ngoài Hà Nội vào đây từ hôm 16 đến hôm nay thì đầy đủ duyên lành chúng con được đến tham quan ngôi chùa thứ hai của Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Thích Quảng Hiển, đó là chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm. Và con chúng con thì giờ phút này chúng con rất là xúc động và chúng con đang đứng ở tòa tháp cao nhất bảo tháp của chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm với một cái khung cảnh ngôi già lam ấm áp tình người, và thực sự là chúng con rất xúc động không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là một đời này quyết tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mới có thể đền đáp công ơn to lớn đối với cả vị cha của chúng con, đó là Đức Phật A Di Đà. Và có xin gửi lời tạ ơn tới Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Thích Quảng Hiển và thầy Đại Đức Thích Nhuận Đức cùng với toàn thể chư tăng ni, quý chú, quý cô và tất cả toàn thể đại chúng của ba ngôi chùa Tổ Đình Hộ Pháp, chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm và Tổ Đình Hộ Pháp 2. Và chúng con quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Cả nhà mình quyết chí nào. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Quyết chí. Quyết chí. Vãng sanh. Vãng sanh. A Di Đà Phật. 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 Và xin nhắn gửi tới tất cả quý bạn liên hữu đồng tu, nếu đủ duyên xem được đoạn clip ngắn này và đầy đủ duyên lành của đoàn Hà Nội chúng con dịu tâm muốn nhắn gửi tới tất cả các quý bạn liên hữu đồng tu đủ duyên, chúng ta hãy phát tâm niệm Phật đời này quyết vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để về cùng một nhà, đó là quê hương Cực Lạc quý vị nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
phái đoàn chúng ta vừa đi thăm bảo tháp, quý vị đi thấy có mỏi chân không? Không, vừa đi vừa niệm Phật ha. Rồi quý vị vô đây thấy đi dòm thấy quan hỷ ha. Ai mà đi về thì cố gắng niệm Phật nha. Quan trọng là đi vô đây mà ở đây mình cũng hết lòng hướng dẫn tu, dẫn dắt đi tham quan rồi này kia chùa chiền thôi chứ không đi đâu chơi hết. Nên quan trọng là mong quý vị vui thôi nha. Rồi A Di Đà Phật. Tiếp tục là chúng ta ngồi trên xe chúng ta niệm địa chung niệm Phật nữa nha. Đây là cái ngôi chùa mới hòa thượng này xây mà nó cũng còn 5-6 dãy nhà đang xây, khoảng hết năm nay chắc có thể xong. Chùa này có thể tháng 9 chúng ta đi vào hoạt động ổn định hết. Còn hiện tại ở đây hiện tại những đức đưa mấy chục tụ ở đây niệm Phật ngày 4 giờ cho nó ấm ấm cái ngôi chùa bên đây, rồi nhà ăn đồ bên đây, rồi xong rồi sau này là chùa này chưa tăng ni ở đâu. Tại chùa này sẽ chưa tăng ni khắp nơi gì ở chùa này, tương lai ở chắc cũng cỡ 700-800 người, tại vì những gì chỉ nhà kia còn là nhà 4 tầng thôi. Thôi chúng ta đi lên trên chánh điện đi kết duyên, rồi xong rồi đi vòng vòng chút xíu nha. Rồi mấy cô đi theo thầy nha. Đi đây nào quý cô. Ở đây đi là đủ hết luôn nha. Nghĩa là còn bên kia chứ mình quay lại là mình qua cái đạo tràng niệm Phật của mình ở đây nữa. Còn mấy cái đạo tràng niệm Phật ở đây bạn đi hết cho biết. Đi hết là biết rồi, quá đủ chiên luôn. No.
đây là mấy hiện tại có 4 dãy nhà đang xây dựng. Và bên kia nhà ăn đồ rộng tan tan lắm. Đây là mấy vị trí nhà mà bà Thượng xây 4 tầng á, chị sáng như đứa nói á. Nên từ nơi đó là hai dãy nhà đó là dãy 4 tầng. Rồi xong rồi cho chị tăng đi 1 tầng nha. Còn bà Tử với vị trí nhà này là bà Tử ở hết luôn quý vị. Nên ở đây ở rất là đông. Miếng đất này ngày xưa là miếng đất bệnh viện. Đây là miếng đất bệnh viện nên là sau này đây là đủ nhân viên học lên ngôi chùa Tịnh Độ ở đây. Còn thường để là điểm học đường đó. Còn phía sau nó còn hình như mà mười mấy hai chục mẫu đất phía sau dài bên kia luôn. Tại sao này hình như là hòa thượng xây cái bệnh viện phía sau. Còn đây là nhà tham gia học đó. Và ở cũng được khoảng 700-800 người. Rồi, chúng ta đi xuống đi. Rồi đi xuống nha mấy cô ơi. Cô vô đây hãy tặng cho người cái nón nè cô. Xe kia xe, cái xe điện đâu chở hết không? Dạ. Rồi cô đợi lên luôn. Đợi lên luôn cô. Rồi đi thăm vườn rau rồi thăm phòng ưu niệm xong rồi qua đó đám mía chưa sẵn luôn bạn. Dạ. Mày chút dẫn là ăn cơm giống cái đòn Hà Nội đó, ngồi ăn cơm ở đó. Dạ, dạ. Rồi, mấy cô đợi lên. Rồi, đi vòng nó đi mấy con. Trời ơi, nó mặt ai cũng đẹp ghê chưa. Rồi lên cô. Rồi, bây giờ con dẫn mọi người đi vô thăm phòng của mấy cụ nha. Đây là cái phòng hộ niệm nè cô. Này, đây là phòng ở cụ nè cô. Dạ đúng rồi, đây là phòng ở cụ. Cụ yếu á, đây là cụ đa số yếu hết. Dạ. Đây là cái phòng cuối cùng này là cái phòng mà các cụ tu nè. Phòng cuối cùng này. Phòng cuối cùng này là phòng các cụ tu.
Rồi bây giờ mọi người ra bà vừa rao với con luôn nha. Mấy cô ơi, mấy cô biết là cái vườn rau này á, cái một phần nữa là nó tốt, nhưng nó tốt á, là một phần nữa là nhờ cái gì không? Cái máy niệm Phật. Đúng rồi, cái máy niệm Phật là quan trọng, cực kỳ quan trọng nha. Dạ, mở máy niệm Phật là cái vườn rau rất là tốt luôn, phong thủy rất là tốt luôn. Người làm nó chỉ là cái sự trợ duyên thôi. Dạ, còn vừa mở máy niệm Phật nó hỗ trợ rất là lớn. Người ta đã tín nhiệm bằng nước ấy, thầy. Dạ đúng rồi, sư cô. Phật dạ. Còn cho nó méo mó thế này. Đó là nhà khoa học đồ Giang Bổn Thắng rồi, ông Giang Bổn Thắng ông thí nghiệm hết. Con đã được xem cái bài đúng đấy. Rồi. Dạ. Cho nên rau đây tốt là nhờ tín. Dạ đúng Phật. Rồi. Rất là tốt. A Di Đà Phật. Con này chú bạch thầy là nếu mà muốn để vườn rau đây thì chặt bớt một cây để đi. Dạ, cái này là ngoài chỗ con cũng thế. Trồng vườn. Này là do bà thầy biết rồi. Không biết là cái công viên chỉ biết chia sẻ thôi. Là con thấy nó trồng vườn rất là tốt nhưng mà nó bị cây này. À, cái xà cừ này nó ăn nó che hết. Cái xà cừ hết à? Anh cây như này này to đấy. À. Thế giờ phải quy hoạch gọn mới đi chặt mới đi. Không, mình bây giờ có cái máy xúc nhá. Dạ. Xong là mình đưa nó gọn ra một chỗ quy hoạch lại. Dạ đúng rồi. A Di Đà Phật. 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 Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mấy cô đi vô nha. Rồi đúng rồi. Dạ. Mấy cô chú à, mấy cô chú thấy mọi người ở đây người ta làm việc. Người ta làm việc rồi người ta thấy vui luôn ha. Dạ. Vui vui. Con cảm nhận công đức mọi người đây quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô